số phận của chàng trai tật nguyền mồ côi sống cô đơn gần 10 năm trong bệnh viện. Mẹ bỏ đi khi vừa lọt lòng. Cha bước thêm bước nữa, không thể sống chung nhà cùng với người mẹ kế. Nam đành phải lầm lũi, sống chen chúc, tạm bợ trong bệnh viện. Tự thân kiếm sống trên đôi chân và đôi bàn tay tật nguyền gung gãy của mình. Thế rồi, đột ngột cha qua đời. Nam tích góp xin tiền lo hậu sự cho cha. Hoàn thành chữ hiếu đạo, Nam trở lại chốn cũ trong cái giường nhỏ xíu. Tối đến, lang thang mưu sinh kiếm cơm. Tật nguyền, bất hạnh, cô đơn, bơ vơ chốn đông người. Chứng kiến cảnh những đứa trẻ được sinh ra nâng niu trong vòng tay của cha mẹ, Nam tự lấy tay lau nước mắt mỗi khi đêm về. Mẹ về không còn nữa. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt ở bên hông một cái khu bệnh viện á, thuộc tỉnh An Giang. Và phía kế bên của Bùi Hồ đây là Nam, 26 tuổi. Nam thì sống ở trong cái khu bên hông khu bệnh viện này được 7 năm. Sau khi ba mất thì không thể sống chung với lại dì ghẻ. Cuộc sống của Nam lặng lẽ, âm thầm ở trong cái khu bệnh viện này. Và do ở trong bên hông khu bệnh viện này không kịp quay, không tiện để mà ghi hình nữa cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ cũng cùng nói Nam ra ngoài trước để mà ghi hình. Và cô bác quý anh chị biết không, hàng ngày thì Nam sống dựa trên cái sức lao động của mình, vệ sinh phụ những cái quán ăn nè, quét những cái khăn giấy khi mà khách vứt đi đó, để kiếm cái đổi, kiếm cái chén cơm cho mình. Và nơi ở của Nam thì cô bác quý anh chị thấy không, chỉ có một cái tấm mũ nè, một cái giường được kê tạm từ cái rất là nhỏ, bề ngang nó chỉ khoảng 8 tấc thôi, với lại một cái miếng nệm là từ những cái nệm của trong bệnh viện á, với một cái chiếc xe đạp và một cái quạt. 7 năm qua rồi Nam lặng lẽ như vậy. Và bây giờ thì một là giữ sự im lặng cho bệnh viện, hai là không tiện ghi hình ở trong cái khu viên như thế này. Thì Bùi Hồ mời Nam ra đây ha. Nam ơi, bây giờ hai anh em ra ngoài trước tâm sự được không? Nam năm nay nhiêu tuổi rồi? 26. Dạ. Ba mẹ Nam đâu? Mất gần. Hả? Mẹ vợ, ba mẹ, ba mất rồi. Ba mất rồi, còn mẹ? Bỏ đi. Mẹ bỏ đi rồi. Ba mất lâu chưa? Cũng mất 2019. 2019, năm nay là 4 năm rồi. Sống ở đây lâu chưa Nam? Bảy năm rồi. Hàng ngày Nam làm cái gì để sống? Đi làm cho người ta. Có bán vé số gì không? Cũng có. Cũng giật hoài mấy tháng luôn. Bị giật hoài nghỉ bán luôn. Thấy chân tay của Nam thì co vấp vậy đó, nhưng mà em không đầu hàng với số phận của mình để mà cố gắng mưu sinh trên cái đường đời. Thôi bây giờ Nam với lại anh đi ra ngoài trước để mà mình nói chuyện ha. Sáng giờ Nam ăn gì chưa? Chưa ăn gì hết, chỉ có trái chuối ở trên cái vỏ xe thôi. Thôi bây giờ mời Nam một bữa cơm được không? Chà. Uống trà đá ha. Hôm qua làm được nhiêu tiền? Nam ở trong bệnh viện gì thấy buồn không? Không có buồn. Quý bà con nó đâu có buồn đâu. Anh nghe nói là ngày xưa là ba bệnh là bị tai biến, là Nam lấy tiền dành dụm của mình lo cho ba hết hả? Ông bị ngột quỵ. Đột quỵ? Dạ. Yeah. Lo cho ba hết nhiêu tiền? Cũng cả 13 nghìn mấy. Mà làm gì Nam có số tiền lớn vậy? Anh đi dành dành cho sao?
xin người ta cho đúng không? Dạ, người dành nhiều hả? Trời ơi, chân tay co gút á, nói chuyện rất là khó khăn cô bác anh chị. Tối là mình đi quét dọn phụ người ta hả? Dạ. Rồi người ta cho mình ăn cơm. Cho ăn cơm cho tiền. Người ta cho được nhiêu? Hai trăm ngàn à. Nhiêu? 250. 250 hả? Dạ. Một đêm thì 250 ngàn quét đến mấy giờ? 5 giờ đến 4 giờ sáng. Ôi trời, đến 4 giờ sáng. 5 giờ chiều quét cho đến 4 giờ sáng luôn. Dạ. Ngày là 250. Dạ. Rồi tối không ngủ được mệt không? Có ăn ngủ bị gan hết nghe. Không nổi. Sao nước gì không nổi? Hết không nổi. Phải nghỉ vài ngày. Quét một đêm là phải nghỉ mấy ngày. Nhưng mà vì sao là Nam biết cái bệnh viện này ở đây rồi Nam ở đây? Hồi đó hồi còn nhỏ xíu á. Hồi còn nhỏ xíu? Dạ, người không được biết. Đi xe buýt xuống này chơi á. Đi xuống chơi. Thôi Nam ăn đi để nguội đó. Nam ăn đi, sáng giờ chưa ăn gì cô bán anh chị, bây giờ cũng 10 giờ sáng rồi. Dạ. Nay là cũng chưa ăn, không biết là không có tiền ăn hay sao á. Chắc có lẽ là đối với cô bác anh chị, việc ăn là còn sống được ăn là một phần gì đó, là một thưởng thức những món ngon trong cuộc sống. Còn đối với Nam á, ăn để mà sống thôi. Cháu biết nói về biết ngon thì không biết ngon rồi. Cố gắng chân tay thì chỉ có một mình ơn vậy. Cô bác về ba mất rồi, ba là chỗ dựa tinh thần mà ba đã bị đột quỵ mất rồi. Mẹ thì bỏ đi từ nhỏ, sống với dì ghẻ thì sống không được, nên Nam phải rủi vô cái bệnh viện này sống hơn 7 năm qua. Việc tắm rửa vệ sinh đối với người bình thường ở trong khu vực bệnh viện thì nó đã khó khăn rồi. Đối với Nam thì chân tay co quắp, việc mặc áo vô nó cũng rất khó. Nam phải lấy cái muỗng á, cắt những cái miếng ăn cho nó nhỏ lại. Nóng quá, thôi để cho nguội tí xíu ăn. Nóng quá, ăn bị bỏng mỏ đó. Để nguội tí xíu đi nè. Trời ơi, nóng quá ăn không được á. Nam được mấy bộ đồ? Hai chục cái. Rồi ai giặt cho Nam? Nhà giặt. Không hỏi. Muốn nhà giặt. Ngồi ở nhà tự giặt. Giặt không nổi thì mướn tao giặt. Dạ. Trời ơi, Nam đi làm bây giờ tích lũy được nhiêu tiền rồi? Cũng cỡ 3 triệu lấy vậy đó. Rồi cất đó, bây giờ sợ người ta vô người ta lấy không? Mình gửi. Gửi? Mình tin tưởng tao mà mình gửi. Không chứ mình gửi ra biết ai đâu gửi cho được. Không tin tưởng ta ai đâu gửi cho được. Nam nhớ ba mình không? Nhớ mẹ. Nhớ mẹ. Nhớ mẹ hả? Dạ.
mẹ bỏ mình đi từ nhỏ sao mà nhớ mẹ? Cái gì đó? Hồi mới gửi qua về là hơn 10 lần. Mười mấy tuổi quay về nhà một lần. Bây giờ ra thăm mười lần á. Chỉ được thăm ba thôi, mẹ không có. Mẹ có thường điện cho Nam không? Hồi đó bà cho được một trăm ngàn. Cho được 100 ngàn. Bây giờ luôn cái gì? Đi hồi lúc mấy tuổi? Mới chị ghen ra tháng rưỡi rồi. Mới vừa sanh ra 3-4 tuổi gì thôi. Hai tháng rưỡi. Mới bỏ ra cho bà ngồi đây mà mùi. Rồi gặp mới sanh ra 2 tháng rưỡi là bỏ đi rồi. Rồi gặp mẹ một lần lúc mấy tuổi nữa cho 100 ngàn á? 17 tuổi. Nếu như mà bây giờ cho một lần Nam được gặp mẹ, Nam sẽ nói gì? Rồi rồi ba ơi, ba hiểu phải thôi. Sao Nam nói sao? Đẹp báo về báo báo hai người báo hiểu quá. Nhìn mẹ Nam có buồn mẹ mình không? Không. Không buồn mẹ. Dạ. Mẹ bỏ đi sao không buồn? Cái gì à? Hoàn cảnh. Tại vì hoàn cảnh. Dạ. Hoàn cảnh cái gì đâu mà bỏ đi từ nhỏ xíu. Ba cắt là ba ấy. Ông ấy nghèo quá. Mẹ hãy nghĩ nông cạn. Ồ, ba nghèo quá đi rồi mẹ suy nghĩ nông cạn. Dạ. Rồi nên mẹ đi luôn. Nam có mấy anh em? Ba người. Còn hai anh em kia đâu? Ba người rồi. Cùng cha. Khác mẹ. Khác mẹ. À, vậy là mẹ Nam là sinh chỉ có mình Nam rồi bỏ đi luôn, tới giờ luôn. Tới giờ luôn. Là chỉ có một mình Nam thôi. Dạ. Bây giờ gặp mẹ là ôm hôn mẹ không? Cái đó không biết. Cái đó không biết. Dạ. Nhưng mà sẽ nói là với mẹ câu gì? Mẹ về thăm con. Mẹ ơi về đây thăm con. Dạ. Cô báo anh chị nghe cái câu mà Nam nói mình cảm thấy xúc động dữ không? Trời ơi, một người con bị tật nguyền biết mẹ mình ra đi bỏ mình lúc 2 tháng tuổi thì Nam có chia sẻ là lúc đó vì ba mình nghèo quá, mẹ suy nghĩ nông cạn nên mẹ bỏ đi vì hoàn cảnh đó. Chứ không phải là mẹ mà bỏ con mình đâu. Dạ. Trời ơi, đúng không? Dạ. Trời ơi. Có một cái câu chuyện chia sẻ nữa là Nam là khi mà ba bị tai biến và Nam dành hết tất cả cái số tiền dành dụm của mình để chữa bệnh cho ba rồi lo mai táng cho ba luôn á cô bác anh chị. Mười mấy triệu á. Với đôi chân. Nghe thấy thương không cô bác, chị ăn là phải lấy cái tay kìm cái cổ lại. Lắc hoài à. Nóng không? Nóng không anh xin một miếng khăn giấy đi. Lắc hoài ăn không được Nam ha. Cái gì cái đầu á? Không có khó khỉ.
Nam lúc nãy là nói muốn ăn nuôi chứ không có muốn ăn cơm. Cơm còn khó ăn. Cơm còn khó ăn nữa. Bởi vì mình thấy đôi khi mình còn chân tay lành lặn, khỏe mạnh, còn được trí tuệ là mình còn đã cảm thấy hơn rất là nhiều người rồi. Chắc có lẽ là mình sẽ xin một cái khăn giấy á, hộp khăn giấy á. Dạ. Không có ba mẹ gì hết á. Nam ơi, xin giấy nè. Dạ. Đối với những bạn mà bị cái hội chứng bệnh như Nam á, có ba mẹ thì còn đỡ, còn đút cơm, còn có vệ sinh phụ. Còn Nam là phải một mình bươn chải giữa cái dòng đời, tối thì phải ngủ bệnh viện, ăn thì phải tự kiếm. Ôi trời ơi trời. Có hàng giống như nó nữa mà cái đầu nó không có cái liễm miễn. À, có một người khác bán vé số là cứ tưởng đâu là Nam bán, nhưng mà Nam đâu có bán vé số đúng không? Cô qua đây cô ngồi, con hỏi cô tí xíu được không? Cô hỗ trợ cho Nam, Nam đang dùng cơ dùng ăn á. Cô ngồi ghế đi. Nam ngày xưa giờ ở đây không hả cô? Ờ đó, tôi biết nó là nó ở đây, nó trong bệnh viện nó cũng chạy xe tới lui người kia đó lên. Làm nó trong bệnh viện ta cho ăn cơm, rồi nó ra cái ấy đồ ca đồ ngủ người ta để dành cho nó. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà Nam, cuộc sống của Nam là cô biết dành không? Hả? Cuộc sống của Nam sao? Không thì không có gần, nó ở đâu lại. Dạ. Ừ. Nhưng mà sống đây lâu chưa con? Nó sống đây là nó lâu dữ lắm rồi. Nhưng mà Nam dễ thương không? Thì nó ngày nào giờ thì thấy nó cũng tới lui này kia, nó không có quậy quọ gì ai hết. Mà kiểu nó sống vậy đó. À, ai ấy thì cho tiền nó lấy. Thì nó ngủ trong nhà thương, người ta thấy nó vậy bảo vệ đâu có dễ gì cho ngủ đâu. Mà thấy nó vậy cho ngủ nhà thương. Chứ rồi ở trong cái quán canteen rộng thì nó ngay là người ta thấy người ta cũng thờ phái nó ấy nó. Tại nó không quậy quọ, nó dầm trước dầm sau, nó quét, nó gom mũ này kia, nó tắt nó ấy. À, có nghĩa phụ vậy, thấy cái công việc thấy, người ta làm đúng rồi đó. Là phụ. Phụ người ta cho tiền ăn cơm. À, người ta bắt cơm, người ta cho nó ăn. À. Mà tiền người ta cho, nó không cho đó là tôi không biết. À. Nhưng mà là cho cô biết Nam lâu rồi. Biết thì lâu rồi. Cô thấy hình ảnh của Nam thì cô thấy thương không? Nó ngày nào giờ nó ấy, nó ăn hoặc cái gì nó đi ấy gì đó. Chứ nào giờ thì nó sống ở đây thì nó biết nó là nó cũng là tốt, nó không có xấu. Dạ. Nó không quậy quọ ai hết. Dạ. Chứ thì thấy nó ra vô nó chổng, bởi vì ở trong tân kim này kia nó muốn ra vô người ta tin tưởng nó đó. Dạ. Chứ người ta đâu có ấy nữa. Có một cái chú kia bị lầm, nó tưởng đâu là Nam bán vé số giả, nhưng mà Nam mà không có bán vé số, bán bị ta giật hết vốn. À, để cục khoanh giò đó Nam là làm sao ăn được. Có một thằng kia thì nó ngay chăm sóc tao, những lúc tôi coi tôi ở đây mà tôi còn lành nữa, tại vì tôi đó thì nhà ở đây thì bây giờ vô cổng trường chúng tao có nhà tôi nói ủa sao ấy ai giờ nhìn kỹ là từ nhìn kỹ là sao không phải, tại vì cái căn bệnh nó giống nhau á, giống như hậu chứng đau á, mấy người gương mặt hay gan à, gương mặt giống nhau, gương mặt giống là thằng nhau à, con mắt cũng lộ lộ vậy luôn, đầu cũng vậy luôn, mà thằng kia có khi nó tán số cũng có, mà có khi nó
bình thường là ăn hết tô không Nam? Còn ngon không? Ăn cũng ngon. Cũng ngon. Ây, trời ơi tội chứ. Thấy kiếp người thấy khổ quá. Sở dĩ thì đối với những cái trường hợp ăn uống thì Bùi Hồ không có chia sẻ lên. Tuy nhiên một cái hình ảnh đáng thương như thế này nè, việc ăn đó là một cái việc tối thiểu nhất để mà nuôi sống một cái cơ thể, thì đối với Nam nó cũng vô vàn khó khăn. Nên khó khăn vì chân tay tật nguyền, khó khăn vì không có người thân, nên Bùi Hồ phải quay một cái thước phim mà nó riêng tư như thế này cho cô bác anh chị biết được rằng là để sống một kiếp người á, đôi khi có những người họ cảm thấy mình vừa tuổi về cái thân phận rồi cái số phận rồi kể cả cái đường đời sắp tới nữa, không biết thì Nam sẽ vượt qua như thế nào. Nhưng cũng ngày tháng dần trôi thì 7 năm qua, sau khi ba mất được 4 năm thì khoảng 3 năm Nam sống kiếp mồ côi á, thì với một cái thân hình tật nguyền thì cũng dần dần vượt qua rồi. Rất mong là sẽ có được một phép màu nào đó để mà Nam có thể được chăm cứu chân tay khỏe lại tí xíu, hoặc là Nam sẽ được nhận nuôi ở một cái nơi nào á cho nó đỡ cái cuộc sống mưu sinh vất vả của em hơn. Nữa không? Cũng phải cố gắng ăn cho cô, cũng phải cố gắng ăn cho nó hết rồi cô bác không được. Ở ngoài đường thì Bùi Hồ chia sẻ cái thức phim này á, nó hơi bị ồn, thì có gì mong cô bác quý anh chị thông cảm. Còn ở khu vực bệnh viện á thì không thể nào chia sẻ được. Thương quá. Nam cố gắng đưa vô từng cái muỗng súp á. Đi chợ của mình á, đi theo hả? Phải đi vô cái tờ hoa mà. Đừng đi chạy. Rồi, nhiêu được rồi ha, khỏi ăn nữa ha, uống nước đi. Nói chủ quán dẹp cái tô đi. Nam ơi, uống nước đi em. Rồi, ngon không? No luôn rồi. Vậy là ăn ngon lành ha. Có tiền trả không? Có hả? Trời. Nam nhớ ngày mất mất của ba mình không? Nhớ. Ngày mấy? Trời ơi, 23 tháng 7.
năm 2019. Yeah. 23 tháng 7. Yeah. Rồi không biết là cái ngày mất ba mình 23 tháng 7 2019 vậy á. Rồi mình làm giỗ cho ba thì sao? Ngày giỗ cũng ngày đó. Cái ngày đó nhưng mà làm sao cúng cơm cho ba? Về nhà bác. Về nhà bác hả? Yeah. Bác thờ hả? Bác ruột. À, bác ruột thờ ba mình. Không thờ. Không thờ. Rồi ngày xưa là ba mất là hỏa 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 thiêu hỏa tán hay sao? Hay là chôn? Chôn. Chôn ha. Ngày mất vậy, ngày ba mất vậy đó. Rồi có ở dưới này có cúng cơm cho ba không hay là về nhà bác? Về nhà bác cúng. Ông bà nội cúng ba luôn. Cúng ông bà nội cúng ba luôn. Nam bây giờ có mong ước gì không? Nói với anh nghe với. Muốn sửa lại chiếc xe đạp. Sửa lại chiếc xe đạp. Ủa Nam làm xe đạp được luôn mà đúng không? Dạ. Trời ơi, cái này đúng là nghị lực sống luôn nè. Chứ bình thường như Nam đi còn không vững nữa, nói chi là đạp xe đạp trời. Ngày xưa ai tập xe đạp cho Nam? Bà nội con. Bà nội hả? Dạ. Thì sao bây giờ mình không sống ở trên nhà nội nữa mà mình xuống đây mình sống lủi thủi vậy có mình à? Mẹ nội mẹ ghé lại kiếm luôn nè. Ồ, ba mất thì dì ghẻ lại lấy luôn cái nhà nên không có về nữa. Dạ. À, có nghĩa là nhà có ông bà nội là bây giờ dì ghẻ vô ở luôn rồi. Theo ngày ba chết lại nhà. Dì ghẻ bây giờ có chồng mới chưa? Có. Rồi thành nữ ra là hai người lại vô ở luôn cái nhà của Nam luôn rồi. Trời ơi trời. Khổ thân không? Bây giờ sửa xe đạp lại nhiêu tiền? Không biết nha. 10 triệu không? Hả? 10 triệu không? Không biết. Sửa xe đạp hay là mua xe mới? Xe đó chạy đỡ đi. Thì chỉ là ăn uống thôi. À, Nam hiền lắm hả? Ừ. Dạ, yeah, cô biết Nam lâu chưa? Tại vì cô muốn làm cho ổng, cho cô đi ra ngoài đường cô bán đồ rồi. Ờ. À. Ừ. Cuộc sống Nam vất vả dữ không cô? Thì cũng ăn thì vậy đó. Rồi mẹ nó bỏ đi lấy chồng khác rồi. Rồi ba nó cũng thời gian sau có đi lấy vợ. Có vợ rồi bán cá, bán vịt á. Mằn vịt bán ở chợ á, sao mà đêm đó ngủ rồi tự nhiên đột quỵ. Đột quỵ rồi đưa xuống đây nè. Cái nó mới nó mằn ở đây nè, ta thương nó, cái nó gửi cho mấy người trong này. Vậy là anh này đột quỵ. Không mẹ, ở ba đột quỵ. Ba đột quỵ. Cái dành dụm đâu cũng nhiều lắm, mười mấy hai chục triệu gì đó. Ôm hết xuống bệnh viện là lo cho ba nó không khỏi. Rồi cái nó lấy tiền đó nó lo chôn cắt cho ba nó luôn. Rồi nó cũng chở ngược về đây nó ở. Nó ở đâu cũng lâu lâu gì đó. Cái nó chở về chở với mẹ nó, có chồng khác là mẹ ghẻ. Bây giờ nó không có gì luôn. Nó chết được 3 năm rồi. Sao nó ở đây luôn, mà nói chung là ở đây người ta thương nó nhiều. Thành ra nó ở đây nó mến đây luôn, mười mấy năm rồi. Rồi cấp mà ở đây nè, là người ta cho. Mấy cái người kia người ta thương lắm, người ta cho ăn, cho uống, rồi có tiền gửi người ta luôn. Rồi mới dành dụm đó, rồi cái người này đâu nha. Sao cô? Cũng như là không có thương bằng mấy người kia. À. Mấy người kia người ta thương lắm, mấy người đóng giá trước rồi, thương lắm. Bây giờ mình phải đi tự kiếm sống ở đó là chỉ cần dọn chén vô, rửa chén vô mỗi ngày người ta cho tiền. Bây giờ ra đâu mướn nữa, cái người mới này đâu có mướn gì nha. Vậy là anh này anh gần nhà cô hả? Anh gần nhà cô gần à. Ở gần mà tội nghiệp lắm, không có biết lòng với ai chứ, thấy thương lắm, tội nghiệp lắm. Nói
chung ở chợ thì nó đi bán vé số. Quê ở đâu cô? Quê ở cầu số 9 Chi Tôn mình nè, số 10 số 9 á. Ngay tại Chi Tôn. Nó nhà nó hen là bây giờ dễ kiếm lắm. Ngay cái cầu vượt bây giờ, cầu mới xây bây giờ đó là ngang đó là cô ruột của nó. Là dạ. Nó ở sau hè. Nhà ở sau hè cô nó. Chứ nó trong cô thì giàu có chứ nhà nó nhỏ, nó xíu mà cái nhà cây. Vậy là sau này ở với mẹ ghẻ không được? Không ở luôn. Ba nó có vợ rồi, nó đi xuống đây nó ở luôn đó. À. Có một cái tình tiết là con nghe cô nói là ba mất, ba bệnh thì anh này anh mới đem tiền đi chữa bệnh cho ba của mình. Thì sống với mẹ ghẻ, vậy thì mẹ ruột đâu hả cô? Mẹ ruột nó không có vợ, có chồng lâu lắm rồi. À. Rồi cái nó đi bán vé số, rồi lưu lạc xuống tới dưới đây nè. Rồi mấy cái người căng tin đó người ta thương. Rồi ở trong căng tin đó vừa bán vé số rồi vừa bưng tô dẹp cho người ta. Cái mặn được bao nhiêu tiền thì cứ gửi cho người bán vé số đó, ở người căng tin đó đó, người ta thương nó lắm. Cái khi ba nó đột quỵ là điện xuống là nó ôm tiền đó là nó đi qua bệnh viện đó, là lo cho ba nó hình như là 2 ngày hay 3 ngày gì mới mất. Là nhiều tiền lắm, nói chung là nhiêu là nó lo hết đó. À, xong còn nhiêu tiền là nó lo hòm gương cho cha nó xây mã đồ đàng hoàng, rồi nó cũng về đây. Nó về đây là người ta đấu giá cái này này nè. Là mấy người kia người ta đổi đi hết rồi. Chứ mấy người kia thương lắm. Vậy là mẹ bỏ đi lâu chưa con? Còn nhỏ mà. Anh chị nhìn cái hình ảnh này thì mình thấy đáng thương cho một cái thân thể ha. Và đáng thương hơn kể cả cái số phận của Nam. Cơ thể thì không được lành lặn, tứ chi thì không vận động giống như những người khác nè. Lại thêm một cô cha mẹ thì lại bỏ đi từ nhỏ. Có nhà thì không được ở, phải lủi thủi lầm lũi sống trong bệnh viện. Ai cho gì thì ăn nó. Cũng may mắn là Nam còn được một cái trí tuệ là khôn, là biết khi mà người ta làm việc không xong á thì Nam quét những cái này để người ta cho miếng ăn. Đó là cái cách để mà mưu sinh trên cái cuộc sống này. Nam thì không có mơ ước gì cả. Nghe Nam nói một cái câu mà mình đau lòng, mẹ về thì Nam sẽ ôm mẹ nó, con thương mẹ lắm. Chỉ vậy thôi. Nếu như mà bậc làm cha làm mẹ mà xem được hình ảnh này thì chắc có lẽ là cô bác anh chị sẽ không kìm khỏi nước mắt. Khi mà đối với Nam một miếng ăn bỏ vô miệng thôi nó cũng đã khó khăn đến nhường nào rồi. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ hỏi Nam là có mơ ước gì không, thì Nam nói một cái câu rất là dễ thương, đó là sửa lại chiếc xe đạp. Có hỏi mua xe mới không thì Nam nói là chỉ ước mơ sửa xe đạp thôi, xe đó chạy được rồi. Hiện nay thì Nam cũng có một số vốn dư cũng khoảng hơn 2 triệu thôi, gửi cho một cái người nào đó mà Nam tin tưởng nhất. Và với cái sự hiền lành của Nam á và được cô chú yêu thương á thì mình tin rằng á người đó là chỗ dựa mà Nam tin tưởng nhất để gửi. Và ngày hôm nay thì có mặt ở đây cùng với lại anh Nguyễn á. Bà này ta biết nó lạnh. Dạ. Cùng với anh ra đây cùng với anh nó nói dạ. Nó dạ anh Nam hiền không cô? Hiền em. Là ở trong nó ngủ ở trong bệnh viện sẵn nghi á. Ngủ ở trong bệnh viện không à cô bác anh chị? Nói chung là người ta thương lắm đúng không? Đúng rồi. Dạ. Chỉ là cho nó ăn thôi. Dạ, chỉ cần miếng ăn thôi là đủ rồi. Ơi ngày hôm nay thì đến đây Bùi Hồ thay mặt cho anh La ở Mỹ á gửi cho Nam 2 triệu đồng để Nam có thể để dành tích góp để sửa xe nè, dư thì mua một ít gì đó ăn cho nó tẩm bổ ha. Đây là phần quà của anh La ở Mỹ gửi cho Nam. Tí xíu nữa trao quà xong thì đem vô phần tiền thì gửi cho cái cô nào đó liền nha. Còn lại sửa xe đạp là bao nhiêu, 1 triệu hay giữ 1 triệu đi. Rồi còn 1 triệu này gửi cho cái cô kia giữ giùm. Vô cất tiền cẩn thận. Đây là phần của anh La ở Mỹ. Cái này nhẹ. Nam thì nói chuyện nghe nó không được rõ lắm. Tại vì cái khi mà bị tứ chi vận động nó khó đó. Nên là nữ là Nam nói là cảm ơn anh La rất là nhiều. Ở Mỹ rất là nhiều đúng không? Dạ. Thôi thì số phận mỗi người mỗi khác nhau. Mong sao là có một nơi nào đó Nam có thể sống yên ổn tốt hơn. Hiện nay Bùi Hồ và anh Nguyễn An Giang cũng muốn cố gắng giúp đỡ. Tuy nhiên với khả năng suy nghĩ của hai anh em thì chưa tìm ra được một cái biện pháp gì phù hợp, vừa có thể cho Nam ở an toàn nè, vừa có thể có công việc ổn định cho Nam nè. Thì rất mong cô bác anh chị xem được cái đoạn clip này đó, có thể để lại một bình luận góp ý cho các anh em. Các anh em sẽ hỗ trợ cho Nam nếu như có thể.
Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau. Cảm ơn anh La ở Mỹ cũng như là tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành cùng với Bùi Hồ ở trong video clip này, cũng như là trong suốt chặng đường vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ha.